nam giùm em đi, hồng treo. Ghi em là hồng treo nha mấy chị ơi. Đó, cái này là giống như mặt lên luôn luôn rồi. Hồng treo hay không? Hồng treo, chút hồng treo. Cực kỳ sang, cực kỳ đẹp luôn. Hàng kết cường giùm em hả mấy chị nha. Kết tầm tay giùm em 100% mấy chị nha. Rồi chị ơi, tốt giùm em, không có máy đâu. Đó, rồi ghi giùm em màu hồng treo. Rồi để em lên áo cho. Hồng treo mấy chị nha. Áo khoác, cái này là xe máy thôi anh. Nè, xây đông nè, 75kg đổ về nè. Chị đâu hồi nãy kêu 75kg nè, chốt giùm em đi. Rồi mẹ lên con xây, xây của chị Hạnh đi mẹ. Xây của chị Hạnh là 65kg. Cái gì? Áo khoác, đúng rồi. Đen một cho chị thôi thôi. Út cái kia đen mấy? Chị đó là 2. Cái này đây hai hả? Ờ đúng rồi. Chốt mà hãy qua không có giấy vô. Đây nè áo khoác, anh lo áo khoác nha. Em lên khoai 75kg của chị kia trước đó nha mấy chị ơi. Hồi nãy cái chị nào kia 75 ta? Cơ mày có chốt đen 2 thì ok, đen 2 giùm em hai chị ơi. Rồi đây nè áo khoác này em có size từ 75kg đổ về. Mấy chị bao nhiêu ký lên xuống ký giùm ca giùm em đi mấy chị. 60k một áo thôi nha. Hàng này là hàng mang nhà luôn giùm em, rất là đẹp luôn. Mấy chị ơi, mấy chị mà lớn tuổi hay bị đồ mồi tay, da tay, da chân á mấy chị. Đó mấy chị đặt cái này vô, đi ra nắng là không bao giờ sợ luôn á mấy chị nha. Đó mấy chị đi ra ngoài chợ hay đi đâu á mấy chị kéo lên giùm em. Đó bịch khẩu trang, cởi nón lên, tay cái này là cổ đứng luôn, rất là đẹp. Còn khi nào mấy chị về mấy chị gỡ ra cho nó thoải mái, cho nó mát mẻ. Hoặc là mấy chị gỡ ra luôn cũng được, mặc vẫn sang. Đó cái áo này mở ra mặc vẫn sang mấy chị thấy không? Cực kỳ đẹp luôn, rồi 75kg độ về giùm em con này. Ghi giùm em rồi xong chưa, con lên con đọc mã áo này mà. Rồi bây giờ em đọc mã nha. Chị nào 75kg đổ về chốt đi giùm em con này mã số 1 nè. Khoan đợi em xíu đọc mã mấy chị nha. Chị nào 75kg thì chuẩn bị nha. Nhìn qua nha. Nhìn qua nha rồi lựa nha. Chị còn như đây thôi mà. Xong chưa con lại con đọc mã nè. Nghe mặt cái này là xe máy. Xe 4 là cho chị gì đó. Rồi xe 5. Xe 5 còn như đây thôi đúng không? Ừ. À, cho em màu hồng treo ok cho chị Sơn Nguyễn. Chị Sơn Nguyễn bao nhiêu ký vậy? Cảm ơn chị Bánh Mẫn nè. Chị Sơn Nguyễn ơi, lên giùm em cái số số ký chiều cao đi rồi em mới chốt đơn cho chị nha. Chị Sơn Nguyễn ơi, con đây mà chị đâu thì chốt giùm em con này mã mã số 2. Con em đang mặc là mã số 1 nè, cực kỳ đẹp luôn đó. 75kg đổ về mặc rất là đẹp nha. Còn con này mã số 2 mấy chị muốn lên áo khoác sang bao nhiêu ký mấy chị báo. Còn hiện tại là em đang lên sang 70-75kg, 70-77kg luôn cũng được nữa. 70-75kg mã số 2 đi. Mã số 2 là qua chân này giùm em. Mã số 2. Rồi áo khoác này là 60k một áo nha mấy chị nha. Mã này là mã số 3. Mã số 3 quá xuất sắc luôn mấy chị ơi. Mã số 3 giùm em qua chân này. 75kg đổ về mã số 3. Rồi 75kg đổ về mã số 4 giùm em. 75kg đổ về mã số 5. Mã số 5 đi kéo rất là đẹp nha. Rồi 75kg đổ về mã số 6. Mã số 6 giùm em, cực kỳ sang. Rồi con này mã số 7. Rồi 75kg đổ về mã số 7. Hơn qua văn nào chốt qua văn đó giùm em. Hàng này là hàng mang nhà luôn, chất giải bao đẹp luôn đó chị nha. Con này là con hàng thiết kế bên nhà em luôn nha. Còn đây là chị đâu thì chốt giùm em con này mã số 8. Cái này là có tay phòng hồng luôn, rất là sang, rất là đẹp luôn. Mã số 8 ha, có hai túi hai bên luôn đó chị nha. Số 8. Rồi con này mã số 9. Số 9 giùm em, 75kg đổ về mã số 9. Màu đỏ sau lưng 52kg, màu đỏ sau lưng 52kg mặt rộng chị ơi. Rộng lắm chị. Rồi đây con này mã số 10 rồi. Đó rồi chị đâu ưng mã nào thì chúng ở đó. 75kg em lên 10 con, chị đâu ưng mã nào chúng ở đó giùm em nha. Rồi em qua lưng xay 65kg đổ về nè. Chị gì chị Hạnh Hạnh này đúng không? Chị nào kêu áo khoác, mấy chị muốn lên áo khoác xem bao nhiêu ký, báo số ký giùm em đi mấy chị. Lên số ký giùm em đi, em lên áo khoác cho mấy chị nè. Rồi ok nè. Này mã 1 nè. Mã 1, rồi chị nào 75kg thì chốt cho em. Rồi em lên cho mấy chị nha. Rồi con này là mã 11. Xay này là xay 65kg đổ về. Hình như là áo khoác mình có xay 40kg không ạ? 45kg. 45-75kg nha. Áo khoác em có size 45-75kg. Mấy chị muốn lên size bao nhiêu ký mấy chị báo giùm em. Rồi xuất sắc luôn. Cái này là em nói mấy chị nghe.
em á chị nha, 6-70kg đổ về, 65-70kg. 18 16 hả? Mấy? 18 rồi đây. Rồi có này mã 19 nha mấy chị nha. Mã 19 cho em con này cực kỳ sang luôn, mã 19. Rồi con này mã 20. Rồi đó, coi chị đâu thì chốt giùm em. Chị nào chốt giùm em nha. Từ mã 11 đến mã 20 là 65-70kg. Còn á, từ size 1 đến size từ số 10 đến số 10 từ số 1 đến số 10 là 75kg đổ về. Rồi ok, chị đâu thì chốt giùm em. À cô Nana là bây giờ cũng còn theo dõi. Rồi ok, con tưởng cô đi ra chứ. Rồi ok, chốt cho cô Tích Phước nè. Mã 6-73kg ok cô nè. Rồi mã 1. À cô Nana ơi, mã 6 con hết nha, cô lựa là giùm con mã khác nha. Con chốt cho cô mã 1, mã 3, mã 5, mã 10. Hết mã 6 rồi, mã 6 rồi mà. Cái nãy à 75kg đổ về á. Mã 1, mã 3, mã 5, mã 6, 10. À, đầm xè có 52kg không? Dạ có rồi, chị Tiết Mai đợi em xíu. Ủa hồi nãy chị Tiết Mai em có lên chưa đăng? Rồi mã 1 đưa con đi. Rồi mã 1 cho cô con gì của Nana nè, mã 1. Đây, nó đập cửa ra rồi. Tí nữa là con ship lại đàng hoàng cho mấy cô, giao với cô à. Tại vì giờ kia thời gian con ship 1 nè. Mã 3 nè. Có mấy rồi? Mã 5. Không, mã 6 không hơn, nhưng hết rồi. Mã 10. Nha, con chú của cô 3 cái là trước ha, mã 6 không hết rồi. Rồi mã 6, em chú thôi chị Đinh Phước nha. Chị Đinh Phước có gì lựa thêm giùm em nha. Rồi ok, cô Nana bấm vào chưa con? Rồi bấm luôn rồi đó. Còn cái này nè, con này xả sáo cho chị Linh Phước. Ok chị Linh Phước nè, đưa đây cho con nè. Nè đưa con Linh Phước đi. Đây cho chị Linh Phước nè. Cho chị Linh Phước mã 6 nha. Em có một con mã 6 thôi. Rồi 60k một áo đó chị nha. Rồi mã 11, mã 12, mã 18, 70kg cho chị Nguyễn Hằng. Ok chị Nguyễn Hằng nè, 70kg mã 11 là con đang mặc nè không ạ. Rồi mã 11 nè. Rồi mã 12, mã 18 cho chị Nguyễn nè. Coi da thấy sao đúng không? Rồi ok. Chị Hoa Ngô nè. Chị Hoa Ngô bao nhiêu ký nè? Chị Hoa Ngô 60kg mặc hơi rộng nha. Về bớt cho chị em được không? 60kg là hơi rộng, chồng em chị bao nhiêu? 6 chị em nha. 77kg dạ có nha, là thứ năm đó cô Ngọc Dung ơi. Có nè. Có nè. 10 giờ. Em thử chị xem với. À, có nè. Là sao chị Ngọc Quý ơi? Là sao ta? Ừ. Mã 11. Khoa 10 giờ. Khoa 10 giờ là nào lắm. Đầm nào nha chị Huỳnh Ngọc Quý ơi. Rồi mã 11 nè. Mã 12. Mã 12. Mã 18 cho chị gì? Đọc tên quên rồi. Chị Nguyễn Hằng 3 áo đó chị ơi. Rồi ok nè. Ok chị Nguyễn Hằng. Cô Ngọc Dung mà mẹ mày còn sẽ lớn không? Cái gì? 75kg rồi đó. Rồi ok, để em lên tiếp tục cho mấy chị xây số 5 tiếp tục. Mà chị nào chưa lựa nữa thì lên lựa giùm em. Em ăn gì đó. Vậy mà sao nó đi cho anh hoài, hiểu không? Dạ 60k một áo nha cô Ngọc Dung nha. Rồi để con lên cho mẹ thấy con một cái áo trước nè. Rồi để con đọc thêm cho mấy cô cái say 75-77kg độ về nha. Áo khoác mặt á, mấy cô sẽ không bị nám da luôn á. Tại vì mà mấy cô lớn tuổi thì hay bị lão quá thì họ lão quá da mấy cô. Rồi đây để con lên mấy cô nè. Rồi đây chị đâu ôm thử nha. Cái đầm màu màu nhạt, cái màu vàng à, cái màu hồng đúng không? Chưa có lên, chưa làm lên được. Dạ cô điện mà, cô điện lắm, có thể nghe đó. Rồi đây nè, đó xong này mặt càng ôm càng đẹp ha, rất là đẹp luôn các chị ơi.
con ghi cái mã thì con đi cô Ngọc Dung. Ghi giùm con cái mã đi cô ơi. Này mã 21 nè. Rồi, con này mã 22. Đó. 71 kg đến 77 kg, mã 50, mã 22. Đẹp lắm mấy chị ơi. Nha, em còn ít lắm, còn cũng mấy con nữa thôi, mã 22. Rồi 21 cho chị một bình Đinh Phước nè. Chị Đinh Phước một cái nè. Rồi cho chị cô Ngọc Dung, của Ngọc Dung là 60. À rồi ok lắm nè, mã 21 của cô Ngọc Dung cái con đây mặc luôn. Rồi đây. Rồi chị đã ưng thì chốt giùm em liền con này mã. Mã lấy mấy mẹ quên rồi. Mã 23. Mã 23 giùm em luôn nha. Mã 23 cực kỳ đẹp luôn. Cô Nana có lựa thêm thì chốt giùm con nha cô Nana ơi. 23. Rồi con này là mã 24. Con này là mã 24 giùm em đó chị nha. Mã 24 cực kỳ sang, cực kỳ đẹp luôn. Qua giang rất là sang, rất là đẹp nha. Dây kéo xịn giùm em đó chị nha. Dây kéo xịn luôn, có hai túi hai bơ đựng tiền luôn ha. Đựng điện thoại không được, có chứ đựng tiền là được ha mấy chị nha. Rồi mã 22 của cô Nana. Rồi con này mã 20. 24 đúng không ạ? 24 giùm em mấy chị nha. Con này là mã 24, chị đâu 24, chút mã 24 giùm em. Cực kỳ sang, cực kỳ đẹp luôn, qua giang rất là sang, rất là đẹp ha. Mã 24. Em còn được có tầm cỡ 5 con hết nha mấy chị nha. 24. Rồi con này mã 25. Có 60k một áo thôi, chị nào lấy thì chốt, chất trẻ bao đẹp mấy chị nha. Mã 24 giùm em, cái tay nó bay nó phồng phồng rất là thoải mái luôn nha, rất là đẹp luôn. Con này mã 25. 25 giùm em, 25 qua giang rất là sang, 25. Rồi đây con này mã 20. 26. Đó, đẹp không? Mặt trắng lắm mấy chị ơi. Mã 26 giùm em mấy chị nha, 26. Rồi con này mã 27. Màu nào cũng đẹp hết trơn á, chất vải rất là đẹp luôn. Mã 27 giùm em. 27. Rồi con này mã 28. Đó, đẹp không? Cực kỳ đẹp luôn, mã 28. Rồi con này mã 29. Đó, 29. Rồi con này mã 30. Con này mã 30. Rồi còn con cuối cùng nè. Con cuối cùng là mã 30, 31. Rồi chị đâu lấy mã nào chốt cái đó giùm em. Mã 31 nè. Quá xuất sắc luôn. 31 đó chị ơi. Rồi chị ưng 31 chút mã 31 giùm em. 31. Rồi ok mã 26 hả? 9 của cô Ngọc Dung ok luôn. Rồi cái này cho cô Ngọc Dung nè. Rồi chị nào lấy mã nào nữa chốt cái đó giùm em nha. Rồi mấy chị muốn lên đó phát xem bao nhiêu ký báo liền. À đưa cái đó lại là con đọc lại cái mã cho cô Ngọc Dung coi lại đi. Nãy giờ cô chưa thấy mấy cái mã đó. Cô Dung lên đây nè. Rồi sao vậy? Mở cho cô Ngọc Dung trước đi rồi. Nãy cô Ngọc Dung có lên lại cái mẫu mày cho cô xem. Hồi nãy cô chưa thấy cái mẫu mày đúng không? Hồi nãy là cô chưa thấy mấy cái mẫu này nè, để con lên lại cho cô Ngọc Dung xem nha. Mã 29 mình còn không ạ? Chị Trương Hiếu ơi, chị bao nhiêu ký à? Lên số ký giùm em đi chị Trương Hiếu. Lên số ký trên cao giùm em đi chị Trương Hiếu ơi. Chị bao nhiêu ký à? Để em xem em phải số ký của chị không. Không thì em lên size nhỏ rồi chị. Rồi đây nè, rồi chị đâu rồi chốt lại giùm em đi. Cái này là xây mã số 8 nè cô Ngọc Dung ơi. Con đọc lại mã cho cô Ngọc Dung lựa nha. Con này là mã số 8 nè. Thì nãy là cô chưa thấy cái mẫu này, là nãy là cô vô sao cô chưa thấy nè. Đó, rất là đẹp luôn. Mấy chị đi chơi đi lấy rồi thì mấy chị kéo lại. Đó, đi ra nắng thì kéo lại giùm em, rồi lá che bứt cái cổ mấy chị luôn. Còn không mấy chị kéo nha. 65 kg, đợi em xíu em lên xây 4 mấy chị lựa nha. Xây 4 hay là xây 3 ta? Chị cao bao nhiêu ta? Chị Trương Hiếu cao bao nhiêu vậy? Để em lên xây cho chị. Thích bằng ôm hay là bằng thoải mái? Chị thích bằng ôm hay thoải mái thì Trương Hiếu ơi. Thích bằng ôm hay thoải mái báo lại giùm em đi. Rồi con này mã số 9 nha. Con em đang mặc là mã số 8. Rồi con lấy hết trơn rồi. Rồi này bỏ vô đúng bọc thì con nha. Rồi đây, rồi con này ghi giùm em mã số 9. Xong như ba làm phụ. Rồi mã số 9 giùm em ha. Con này là mã số 9 nè. 77 kg đổ về mặt dừa, 71 với 77 kg mặt dừa. Mã số 9 nha.
lăn rất là xanh, rất là đẹp luôn. Mã số 2 giùm em nha. Mã số 2 28, chị lên số ký chiều cao cho em đi chị, với số điện thoại luôn chị ơi. Lên số ký và chiều cao số điện thoại giùm em đấy chị nha. Rồi con này mã số 3, ủa lộn 7, con này mã số 4 giùm em. Mã số 4 đó, mã số 4 đặt đỏ cam phía sau là chị chốt thì cho em xin số ký chiều cao cho chị, tại vì cái con đó là 7 con ký trở về. Mã số 4 và còn con cuối cùng đó là hết rồi nè. Và con cuối cùng là con số 7 và chị đã luôn thì chốt giùm em con số 7 nè. Thấy bình luận của chị nghe chị ơi, nhưng mà chị cho số ký chiều cao mới được. Rồi số 7 quá sang luôn, phó beo luôn á chị ơi, cực kỳ đẹp luôn. Rồi mã số 7, rồi chị đã ưng thì chốt giùm em hơn hết rồi đó. Chị là người chốt mã 28 cho em xin số ký chiều cao số điện thoại luôn chị ơi. Rồi mã số 9 cho chị tính xuống nè. Rồi mã số 2 cho cô Ngọc Dung nè, rồi ok nè. Rồi chị đã ưng thì chốt giùm em. Con đang mặc là mã số 8, rồi chị đã lấy thì chốt cho em luôn. Rồi nè, bỏ luôn cái bọc số 8. Rồi chị đã lấy thêm mẫu nào đó không chị ơi? Rồi chị nào lấy thêm mã nào có chị cũng muốn lên nằm hay lên gì nữa không? Trời, hồi nãy trước chị đầu đỏ cam nó 54kg là rộng lắm chơi, dòng em phải 90-95 rồi. Nếu mà 54kg á thì chị lấy cái đỏ này đi. Chị lấy màu đỏ này đi chị, 54kg màu đỏ này đẹp nè. Ê, chất màu không? Đợi em xíu mấy chị ơi, nó bị trục chặt rồi. 54kg là rộng lắm chứ. Chị lần lấy đặt đỏ ok chị đi. Đặt đỏ
chị ơi. Chị nào 65kg về chốt thì giùm em xe này xe số mấy nè. 60, nãy có chị là 62kg thì tí nữa em lên xe 3 cho. Còn cái này là xe này là xe 65-70kg. 65-70kg rồi chị nào ưng thì chốt giùm em con này mã 32. Con này mã 32 giùm em, cực kỳ sang, cực kỳ đẹp luôn. Rồi con này mã 32 giùm em, quá sang quá đẹp luôn, áo khoác vững theo. Rồi con này mã 32 cực kỳ sang luôn, có chị gỡ ra bình thường luôn nha, gỡ ra mặt có nhà bình thường, rất là đẹp luôn nha. Phơm dáng của nó rất là đúng luôn, hàng này là hàng mai nên nó phơm nó rất là đẹp. Rồi con này là mã 32, mã 32 giùm em, size này là size 60-70kg độ về nha, 65-70kg, 65-70kg nha mấy chị ơi, 65-70kg. Rồi con này xong. Cái này con màu gọng nè. Không, tay đúng là phải ôm thôi, nhưng mà cái bụng nè. Cái này là tầm cỡ 60 thôi, 68kg về thôi nha, 68kg về thôi, 68-69kg về, tùy theo chiều cao của chị nha. Rồi 68-69kg về, ghi giùm em con này mã 33, 65-69kg, 33. Rồi con này mã 34, mã 34 giùm em, 69kg độ về, 65-69kg, mã 34, mã 34. Rồi con này mã 35, con này là mã 35, chị ưng 35, chút 35 giùm em, 35, đó chị nào 65kg thì chốt giùm em đi. Rồi mẹ phận giùm con có size số 3 của cho chị kia 62kg mà. Rồi đây rồi chị nào ưng thì chốt giùm em con này mã 36, 36 chị nha, 36. Rồi con này mã 37. 37. Cô gì nè, chốt cho cô cái nào luôn đi. Cái cô Nana nè. Cô nằm không? Nó trùng với cái cô gì đó. À, cô Nana ơi, con còn con beo nè, thả 6 nè, con có chốt luôn cô Nana. Con còn con beo kìa, con còn 6 lại con beo kìa. Con có chốt luôn không? Con chốt luôn con. Nè, xe này là xe xay 70-71kg đến 77kg nè. Đó, con còn con mã 6 nè. Con có lấy mã 6 thì con chốt thì con mã 6 luôn nha. Rồi con nào lấy mã nào thì chút mà nói giùm con. Rồi mã 38. Chị có đọc nữa không? Đằng bao nhiêu cái? Dạ bên đây là con đang bán giá là chất dễ so đen, là con đang đang sale giá 150. Còn bên đây là chất nhũ, hai chất nhũ của dây kéo rất là đẹp luôn. Nhũ nhũ gì? Chinh phong, nhũ chinh phong. Đúng không? Chinh phong. Hả? Quên chinh phong. Ừ vậy. Ghét mà nó mặt hàng bên con quá nhiều luôn, bây giờ con không có nhớ được cái này là chất luôn á. Chất nhũ chinh phong đó chị nha. Là giá 190. Có 80kg không? Dạ không. Cái này là tầm cỡ 78kg độ về thôi, không có tới 80kg. Cái này mặt ôm đẹp lắm trời luôn mấy chị ơi. 32. Ủa chị Tinh Phước ơi, phơm này là tầm cỡ 69kg độ về là chị có chốt không chị? Chị Đinh Phước ơi, cái phơm này là size nhỏ hơn size nãy nha, size số 4, được không chị? Được không chị Tinh Phước ơi? 32 nè, mã 32 này là chị Tinh Phước. Chị chốt size bao nhiêu ký? Em đang lên size 69kg độ về á, chị Tinh Phước có chốt không thì ok. Rồi chốt qua chị gì? Chị Chương Thiếu nè, Chương Thiếu 65kg. Rồi em có 65kg, à còn này nữa hả? Này nữa mà, còn 65kg rồi hả? Nè 65kg để thấy chưa? Cái này có rồi. 50kg thứ 3 gì đó, em nói á. Lên em có 65kg rồi, vài con nữa, dưới này có mấy con nè. Có mấy con, đúng không? Nè. À, mã beo 64kg. Beo 64kg em hết rồi. Beo 64kg em hết rồi mấy chị ơi. Rồi đây nè, em lên tiếp cho mấy chị. Cái size này là size 65, 65-70kg nè. Ok. Đây nè, ok, mắt 32. Mã 32, ok. Còn mã 32 thay để mặt này size 4 mà. Rồi ok. Cho chị mã 4 ok. Mã 32, mã số cho chị Đinh Phước nè. Ok chị Đinh Phước. Cái này là co giãn mấy chị á, nâu bao nhiêu cũng được hết á, nhưng mà nhiều khi mới sợ mấy chị không thích mặt gọng thôi. Rồi đây nè, size này là size 69kg
38. Rồi con em đang mặc là mã 38 đó chị nha. Con em đang mặc là mã 38 rồi chị đã ưng 38, chúc mã 38 giùm em. Quá đẹp luôn. Nha, kéo tay áo lên. Còn khi nào mấy chị về mấy chị cứ kéo lên bình thường. Mặc rất là đẹp luôn. Đó, đẹp không? Cực kỳ đẹp luôn, lái xe. Đẹp cực kỳ đẹp luôn mà nó được chống nắng luôn. Mà chất dễ mát ngay chứ không phải là chất dễ xấu. Chất dễ xấu là mấy chị gờ vô cái chất dễ cứng cộng thôi. Còn bên em là chất dễ rất là mềm mịn luôn mấy chị nha. Rồi đây còn nằm 38, 38, 65kg. Bây giờ em đang lên size 65kg đến 7, đến 60 nha. Đến 69kg. Rồi đây con này mã 39. Rồi con này mã 39 giùm em. 39, ừ mã 39, chút mã 39 giùm em. 69kg độ về, 65-69kg. Rồi đây con này mã 40. Mã 40 giùm em. Ai ơi thì chốt em mã 40. Mã 40 nha. 40. Nhớ tí nữa nghe máy giùm em mấy chị nha. Rồi con này mã 40. 41. Quá sang quá đẹp luôn mấy chị ơi. Mã 41 nè, dễ mặc cực kỳ luôn. Nó có cái đường may nè, rất là đẹp luôn. Mã 41. Rồi con này mã 42. Mã 42. Quá xuất sắc luôn mã 42. À, chị cô Trần Phượng ơi, đợi con tí xíu đi để con lên cho cô xay 40-64kg ha. Đợi con xíu đi con lên qua danh cho. Rồi mã 41 cho chị Tinh Phước nè. Xay này là xay 69kg về nha. 41 cho chị Tinh Phước nè, ok chị nè. Rồi đây con này mã 43. Con này là mã 43 rồi, vậy đâu thì chú em mã 43 nha, mã 43. Rồi con này mã 40. Mã 44 nha mấy chị nha. Mã 44. Quá xuất sắc luôn mấy chị ơi. Mã 44. Rồi con này mã 45. 60k một áo thôi mấy chị nha. Mã 45. Mã 45. Rồi con này là mã 46 mấy chị nha. Mã 46 thôi chị ơi, chú mang mã 46 mấy chị nha. 46. Rồi con này mã 47 giùm em mấy chị nha. Mã 47, quá đẹp luôn. Mã 47, đi kéo đẹp không mấy chị ơi. Mã 47 giùm em. Rồi con này mã 48, quá sang quá đẹp luôn. Mã 48. Không phải nào cứ chốt ở đó thì em đi. Ủa mày có coi máy chưa luôn hả? Rồi con này mã 49 giùm em nha mấy chị ơi. Mã 49. Rồi con này mã 50. Con này là mã 50 giùm em đó mấy chị nha. Mã 50. Ai ơi 50 chút mã 50 giùm em. 69kg độ về. Mã 50. Rồi con này mã 51. Con này mã 51. Con mã nào chốt ở đó giùm em. Mã 51 nha. Em cầm lên tại vì nó bị xịu ngay cổ. Cổ nó là cổ đứng luôn á mấy chị. Mã 51 đúng không? Rồi con này mã 52 nè. Mã 52 giùm em cứ quay ra. Chờ đây 52. 57 chút ra mấy 50. Bắt xe 3 giùm em cho. Tí xíu lên xe 3 cho chị lựa này. Để tí nữa em lên xe 3 cho. Chị Thiên Thiên bác sĩ em chơi. Rồi con này mã 50. 53. 53. 60k một áo đi chị. Sỉ inbox giùm em đi. Số lên Zalo nè, mấy chị muốn sỉ gì mấy chị vô Zalo nha. Bên Zalo em có rất là nhiều mặt hàng luôn. Mấy chị cứ như đóng lựa mẫu và em báo giá sỉ với mấy chị trong đó luôn cho nó dễ ha. Trên live em không báo giá sỉ được nha mấy chị nha. Mấy chị kết bạn Zalo giùm em đi rồi mấy chị hỏi giá sỉ với mấy chị yêu ơi. Rồi đây con này mã 54. Áo khoác là em có sỉ luôn. Rồi em hết rồi. Rồi con cuối cùng là con mã 50. 55 rồi chị nào lấy mẫu nào chú cô nói cho em. 55 này chốt mà cho cô Nana đi mẹ ơi. Chắc cô đi ra đầm da sau tôi bao nhiêu ký dừa dạ. Đầm da này là 70-73kg độ về mặc dừa giùm con. Eo dọc eo 97 dòng eo 97 độ về là mặc dừa hết giùm con ha mấy cô nha. Rồi ok bây giờ con sẽ chốt đơn nè mấy cô ơi. À, nãy chú là cô Tinh Phước là mã
ký chiều cao giùm em. Lên đầm đi sớm rồi, ok em lên cái này xong em lên đầm cho. Có áo khoác sẵn nhỏ hơn không em? Dạ có nha chị Hương Nguyễn ơi, lên xuống ký chiều cao giùm em đi rồi em lên size nhỏ cho chị nha. Em lên cái size cho mấy chị lựa. Em có size từ 45kg đến 75kg, mấy chị muốn lên size áo khoác bao nhiêu ký, mấy chị nói là áo khoác kèm xuống ký mấy chị là em lên cho mấy chị lựa ha. Bao nhiêu? Dạ cái này là 60k một áo mấy chị ơi, hàng này là hàng ba nhà giùm em luôn. Áo khoác hàng ba nhà có hai đúng hai bên. Đó chị đâu thì chúng em. Đầm da lửng nhiêu ký vừa? Đầm da sau lưng là 100, 150, ủa 190 ha, 190 73kg, em 97 độ về là mặc người được không? Cô đang chọn là 70kg. Rồi 70kg chốt cho cô nè. Mà 43 đâu con? Dạ, 43 đâu. 43 chốt chưa mà? Cái nào 43 coi lên coi có trùng không? À, chốt cho cô này. Coi à... lấy cho coi cái áo chị chân cho coi chị nói gì chị báo lại cho em nha. Tại vì có hai cái luôn, một cái nữa. Vậy là em hết cái mã số 43 rồi. Em chốt cho chị Đinh Phương số 4 còn ok cho chị Đinh Phước một cái 43 nè. Cho chị Trang, chị Lan chờ một cái 43 luôn. Ok nè. Nè, mở vô đừng nói lên. Bút mốt luôn cho mẹ. Đưa cho mẹ đi. 43 luôn mẹ trước rồi bút mốt nữa. Rồi ok nè. Rồi mã 45 cho chị Lan chờ luôn. 54. Mã 54 cho chị Lan chờ luôn. Áo giá 60k, 70kg được mét xanh 15 mặt đẹp luôn. Áo khoác 53kg rồi ok, để lên xe 53kg cho. Mấy chị muốn lên áo khoác xe bao nhiêu ký mấy chị báo giùm em nha. Chị coi cái đầm đỏ, à cái đầm đỏ đúng không? À cái đầm đỏ này chị ơi, chị bao nhiêu ký vậy chị Trân Trân ơi? Cho xuống ký đi ngay giùm em đi. Cũng có hình như mình có cái hai con rồi đó, mẹ nhớ có hai con đó. Có, nhưng mà người ta trúng con rồi, bây giờ sao? Ờ, nó giống con rồi, ý là con có hỏi 43 kìa. 43 có rồi, chốt đi, có được không? 41 nè, thì chốt nè. Thì chị hai thấy gần trong đó đó, chưa bỏ vô đó. Đó, coi đâm đỏ. Rất là đẹp luôn, 190 giùm em mấy chị nha. Rất là đẹp luôn, chất giải von xinh phong mấy chị nha. Von xinh phong rất là đẹp luôn. Đó, 190. Còn bên đây là chất giải so len. Bên đây là chất giải so len, 150 giùm em đó mấy chị nha. Rồi lên xây 63kg rồi, ok, để em lên xây 63kg luôn nha. À, chị Hương Nguyễn ơi, đợi xíu, em lại em cưới đi, chị kia là xây số 3 rồi. Xây 59kg đến 65kg. 59kg đến 64kg thôi, 59 đến 64kg. Nè, mang tỏi với bọt đi. Nó xây mấy vậy? 4 không? Rồi nè, đưa con cho ba đâu bằng ạ? Cho ba mình để cho mẹ. Còn đây hả? Rồi. Rồi đây, em lên xây 3. Em lên áo xay này là xay 58kg đến xay đến hả? Quá đẹp luôn, 56.
51 rồi 61 64 kg về mã 62. Em lên nhanh nha, chị Đậu Ưng thì chốt giùm em. Rồi con này mã 63. 57 kg đến 64 kg mã 63. Dạ không, miễn ship mấy chị nha. Bên em phí ship là 30k, chị Đậu Ưng thì nhanh thì chốt giùm em, còn chị Đậu không có chịu trả tiền ship thì đừng có chốt giùm em nha mấy chị nha. Bên em đã thông báo với chị Đậu like rồi, chị phí ship là 30k. Chị Đậu Ưng thì mấy chị chốt cho em. Còn đây nè, còn chị Đậu Ưng thì chốt giùm em con này. 54, chị nào đồng ý trả ship thì hãy chốt với chị nha. Rồi đây, con này ghi em con này mã 65. Mã 65 giùm em. Đó, 58, 57, 58 kg đến 64 kg mã 65. Mã 65 đẹp lắm nha kéo mấy chị ơi, rất là sang, rất là đẹp luôn. 65. Rồi bây giờ em còn được có cục này nữa là hết rồi nha. Chị nào ưng thì nhanh tay chốt giùm em. 65. Rồi con này mã 66. Mã 66 đang lên size số 3 ha. 64 cái độ về. Dạ 63 64 cái độ về. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi đây rồi chị đâu rồi chốt giùm em con này mã 67. 67. Con này mã 67 giùm em mấy chị nha. Con mã 67. Rồi con này mã 68. Mã 68. Rồi con này mã 69. Mã 69 giùm em mấy chị nha, mã 69. Em lên nhanh luôn, chị nào ưng mã nào mấy chị cứ kêu. Thôi ơi lên lại chị xem đi. Lên lại cái mã đó chị xem đi, để em sẽ lên lại với chị xem. Còn đây con này mã 70. Mã 70. Mã 70. Con này mã 71. 71 giùm em nha, 60k một áo, 71. Rồi con này mã 72. Con này mã 72 chị Đậu Ưng thì chốt em mã 72. Rồi con này mã 73. 73 chị Đậu Ưng, 73 chốt 73 giùm em. À, lấy một cái đầm da, đầm da là chị về bóp được không chị ơi? Ok bóp đi rồi em cho chốt chị. Nhiều khi á mấy chị về mấy chị nó rộng quá. Tại vì đầm là chỉ có một form thôi. Còn mấy chị mua đầm chợ là mấy chị chỉ có mua được một form thôi. Còn á, khi nào mấy chị đặt rồi đặt đặt thợ mai á rồi đo theo kích thước của chị mới là đúng cái form của chị. Nên mấy chị nên nhớ là về bóp giùm em, nếu mà không thích rộng thì bóp giùm em được không chị Chân Chân ơi. 83 kg chịu bóp không? Chịu bóp thì ok bóp đi em chốt với chị. Chấp nhận chốt đi rồi chấp nhận về bóp rộng, sợ về rộng với chị là chấp nhận bóp thì em chốt với chị nha. Rồi đây con này mã 74. 74 ha, 74. Rồi con cuối cùng là mã 75. Con cuối cùng là mã 75, chị Đậu Ưng thì chốt giùm em luôn. Rồi, 75. Chị Đậu Ưng mã nào chốt nó, áo khoác Ưng mã nào chốt nó giùm em mấy chị nha. Áo khoác Ưng mã nào chốt nó, 60k một áo mấy chị ơi. Lấy được không chị Chân Chân ơi? Được thì ghi nó là ok. Ok bóp giùm em nha. Ok bóp kèm cái số điện thoại của em là em chốt luôn cho chị nha. Tại vì chị chưa cho số điện thoại nè. Đâm xe hồng sau đen sau lưng. 74kg, không số dạ có nha. Eo 74 có nha, đây nè, để em lên cho. Đầm hồng trên canh này là 70kg mà không có dừa. 70kg thì chỉ có phần bên đây thôi. Màu da, màu đỏ, màu tím than, màu cam, cam sữa, màu đỏ rô, màu xanh rêu. Đó, được không chị sai phạm ơi, để em lên nào, hồi lên nào cho chị dừa. Rồi chị lấy áo khoác thì chốt áo khoác nha. Đó chị Tuyết Đẹp nè, có lấy áo khoác thì chốt em. Lấy áo khoác thì chốt kèm mã giùm em mấy chị nha. Rồi ok nè. Đằng trên mã 68, mã 75 cho chị Tuyết Đẹp. Ok chị yêu nè. Chị Tuyết Đẹp là 60kg á. Ok chị yêu nha. Rồi để em lên đầm màu hồng. Hãy chị hai con màu hồng thôi. Đây em mặc cái đầm màu hồng cho mấy chị lựa. Đầm hồng là chị mặc vừa khỏi bóp. Đúng rồi.
đầm hồng là chị mặc vừa mà bóp đó, lấy đầm đỏ 70 kg nha. Rồi ok, đầm đỏ 70 kg, em có đỏ đô và đỏ tương, đỏ cam, em có đỏ đô và đỏ cam, lấy đỏ nào để em lên cho chị nào. Đó, đầm phía bên này là 190 nha, còn đầm co len là 150 nha chị, nha chị sáng phàm ơi. Đây nào, đây mẫu này em lên nào cho mấy chị lựa. Chị sáng phàm đây chị ơi, đầm này là 70 kg của chị mặc vừa nè. Đó em có nè, màu đỏ đô, màu đỏ đô, màu đỏ cam. Đó, đỏ cam giá 190 nha. Ghi giùm em đỏ, đỏ, đỏ đô hoặc đỏ cam, kèm giùm con giùm em cái số tiền luôn nha. Rồi đây, màu xanh rêu. Đó em còn nhớ nào, 190 em còn nhớ nó nào thôi. Màu tím hang, màu da và màu cam sữa. Trời ơi, cam sữa đẹp lắm á chị ơi. Máy màu cam sữa lên đây chị hai coi, còn có một đây là chị thấy. Máy cam sữa lên, đẹp quá trời đẹp luôn. Lấy đỏ đô đúng không? Đỏ đô còn có con luôn. Rồi ok, chú chị một con rồi luôn. Đúng không? Đỏ đô còn có con này đúng không? Rồi còn có đúng một con này duy nhất luôn. Lấy cho chị sáng vàng nè. Rồi đỏ đô 70 kg cho chị nè. Rồi chị nào lấy hồng thì chốt hồng giùm em đi. Đó chị Trân Trân có lấy hồng thì chốt giùm em đi. Cái gì vậy? Đỏ đô. À, cái đầm em mặc chị Trân Trân, cái đầm em mặc luôn đúng không? Rồi ok chị. Xăng 3 kg rồi ok cho chị Trân. Rồi đầm đang mặc, rồi ghi đầm đang mặc kèm số điện thoại giùm em đi chị Trân Trân ơi. Ghi giùm em là đầm, ghi em là đầm hồng kèm số điện thoại là em có đơn. Ghi em đầm hồng kèm số điện thoại là có đơn. Quá xuất sắc luôn, 150 thôi. Giá 150 mặc bao đẹp luôn đó chị ơi. Ok, lên số điện thoại cho em nha. Lên số điện thoại cho em nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Rồi ghi em đầm hồng. Đầm hồng ha. Rồi mấy chị muốn lên màu gì mấy chị cứ báo cho em. Quá đẹp luôn. Đây em có màu xanh đen, bây giờ em đọc màu. Chị nào ưng màu nào mấy chị kêu em mặc cho mấy chị xem màu đó nha. Rồi đây em có nè, màu xanh đen. Mỗi màu em có nhiều, rất là nhiều hoa văn luôn. Mấy chị thích, giống như là mấy chị thích màu xanh đen đi. Mấy chị hỏi xanh đen có màu gì vậy Hư, thì em sẽ, ủa, có hoa văn nào nữa không Hư, thì em sẽ lên hoa văn cho mấy chị lựa cho dễ ha. Rồi giống không? Giống rồi. Rồi chỉ còn có 4 con thôi. Rồi ok, rồi giờ học em còn
còn được 4 con. Rồi chị nào ưng thì ghi em con này bằng hồng 1 đi. Rồi ghi mã em đang mặc là con hồng 1. Ghi giùm em con hồng 1 đó chị nha. Ai thích hồng thì ghi hồng, còn hồng thì để em có thôi. Bây giờ ghi lại giùm em đi. Ai ưng hồng này thì ghi hồng 1 giùm em. Rồi qua văn này ghi giùm em con hồng 2. Con hồng 2 giùm em. Qua văn này ha. Hồng 2 là qua văn này cực kỳ sang luôn. Rồi con này là hồng số 3. Hồng số 3 giùm em. Hồng số 3. Và con trung tâm này là hồng số 4. Và hồng số 4 giùm em. Đó, rồi chị nào lấy hồng nào chốt hồng đó đi giùm em. Hồng số 4 là nhân canh nha. Ưng hồng số mấy thì chốt hồng giùm em. Hồng 1, hồng 2, hồng 3, hồng 4 nha. Rồi hồng 1 thì chị sáng phạm. Ok chị dùng đơn với chị nè. Ok chị sáng phạm. Hồng 1 cho chị nè. Rồi chị nào ưng hồng nào nữa chốt hồng đó giùm em nha. Rồi đây con này là hồng 2 đây, em mặc cho mấy chị coi luôn. Rồi đang đâu đâu size 3 đâu, của size 2 đâu. Size 53 kg rồi, ok để em xíu nha. À, có máy 95 kg. Dạ có. À chị Tinh Tinh Phước ơi, em có size của chị luôn á. Size 75 kg độ về của chị luôn á. Nhưng mà hình như còn ít nè, size L còn ít nè. Của size 75 kg độ về còn ít. Còn đây là chị đâu rồi, chốt em màu hồng số số 2. Hồng 2 giùm em cực kỳ đẹp luôn á chị ơi. Hồng 2. Hồng 2. Rồi đưa hồng 3 đây. Đưa mặt cái hồng 3 nữa. Rồi còn hồng 4 ở trên đây nha. Hồng 4 là trên canh. Hồng 4 treo. Hồng 2. Rồi hồng 2 cho chị Huỳnh Lu nè. Hương Lu. Hương Lu. Eo eo 94 bằng bữa này. Tại vì đưa eo nhiều lắm, nhớ kiểm tra đi eo luôn nha. Tại sao lại khỏi nói. Giờ bắt đầu còn eo quá. Rồi đây con này là mã hồng. Hồng 3 nha. Hồng 3 rồi. Đó chị nào lấy hồng nào thì chốt hồng đó cho em. Hồng 3 mấy chị ơi cực kỳ đẹp luôn. Hồng 3. Hồng 3 rồi con này là hồng 4 nè. Đó em so sánh để gần cho chị xem. Bây giờ chỉ còn hồng 3, hồng 4 thôi. Chị nào lấy hồng hồng nào chút đó. À mấy này không vừa. Cái này là không vừa. Cái hồng, cái mà 95 này nè. 95 cái đầm váy 95 này nè mới có size của chị. Còn cái hồng này là không có vừa nha. Đó rồi chị đâu mà chốt cho em liền. Cực kỳ đẹp luôn. Hồng này hồng 3, còn trên canh là hồng 4 giùm em mấy chị nha. Còn tí nữa em lên xem 57, 73 kg cho chị lựa. Quá đẹp luôn. Hồng 3, hồng 4 đó. Hồng đó hồng 3 nha mà. Rồi ok. Đây nè. Rồi em lên xem 53 kg áo khoác mấy chị nha. Em lên xem 53 kg áo khoác cho chị kia xem một cái đó mấy chị ơi. Cái lớn không? Size số 4 đi. Cô chị hai mặc một cái đi chứ mấy cái size nhỏ là không có vừa. Rồi ok nè. Xem đầm vàng với lại tím rồi. Ok để em xíu em lên cái size áo khoác cho cái chị kia cái đi rồi em chốt cái chị nha. Nhiêu ký vậy? Nhiêu ký vậy em? Dạ 6 em chốt cho những chị nào 65 kg độ về mấy chị nha. 65 kg độ về. Nha chị An Kim ơi. Bao số 4 nè. Có phải có không? Nhanh đi. Cái gì? Có đó. Cái này nè. Ok mấy chị nha. Rồi đây 53 kg là 55 kg đổ về.
em lên xe 55 kg về nha, chị nào ưng thì nhắn tay chốt giùm em. Chị nào ưng thì ghi giùm em lại con này mã số 55 kg số 2 đúng không? Rồi ok, bây giờ em lên mã nha. Chị nào hồi nãy 55 kg vậy ta? Cái áo ở đằng sau màu xanh đen hả em? Không, màu đen. Em có màu xanh đen luôn đó chị. Cái này là màu đen, màu xanh dương, màu hồng, màu vàng, màu xanh đen này chị. Màu xanh đen này chị ơi. Đây, em có xanh đen luôn, có đủ màu luôn đó chị nha. 150, 150 một áo. Một áo nào? Rồi đây. Áo khoác ha, chị đâu áo khoác chốt khoác giùm em. Rồi đó. Cực kỳ đẹp luôn. Ha. Rồi đây áo khoác này chị đâu thì chốt giùm em. Áo khoác 60k. Đây này em lên đây lên xây 55 kg về. Rồi 55 kg về ghi giùm em con, em đang mặc là mã 77. Mã 77. Rồi con này mã 70. 70.
chân không, giá của nó là giá 190 nha các chị nha, là giá 190 rồi chị đâu mà chốt cho em đi, 77, 78, 79 cho chị mua muộn không, ok lấy bạn 79 cho chị luôn mà. Rồi xăm dương cực kỳ luôn, cực kỳ đẹp luôn mấy chị ơi, 150 xăm dương đó, em 90 lỗ về là mặt đẹp hết thì em, chị đã hết phần ôm mấy chị bóp vô một xíu ok. Rồi 79 này, còn lại 79 luôn cho chị nha, mà 79 luôn cho chị hư khủng ok chị nè. Áo em mặc còn không, size bao nhiêu ký, giá bao nhiêu tiền, áo bên trong đúng không, áo bên trong em có đủ không, em có số lượng cả ngàn con có luôn mấy chị nha, mấy chị cứ chốt đi, chị nào lấy sỉ áo bên trong dây, áo dây của em đang mặc ở bên trong có mấy chị tí nữa lại em mở ra ra rồi em mặc cho mấy chị xem. Qua đây chị nào mình chốt liền giùm em cực kỳ đẹp luôn, ghi giùm em mã xanh cô ba, ghi giùm em mã xanh cô ba cực kỳ luôn, đầm 150 em, đầm đang mặc là 150 nha mấy chị nha. Đầm đầm đen bao nhiêu, đầm đen bao nhiêu, đầm đen đây là giá 150 luôn, đồng giá nha mấy chị, cái chút trẻ sau đen này em đang bán 150 mấy chị nha. Đó cực kỳ đẹp luôn, mẫu này là tầm 65kg về thôi, 65, 66, 67 tí tùy theo chiều cao mấy chị nữa nha. Đó 150 chị đã ưng thì nhanh tay chốt luôn em, cực kỳ đẹp luôn, quá xuất sắc luôn mấy chị ơi. Xanh dương ai ơi thì chốt em hả, xanh dương 150, đầm xanh dương, đầm xanh dương 150 kèm giùm em số điện thoại nha. 85kg là chị không vừa, chị Tâm Chu ơi, bởi vì mấy chị hỏi thì phải lên số ký chiều cao giùm em để em biết có vừa hay không, nếu không lên thì không vừa đây áo dây quên nữa, em lên áo dây cho mấy chị lựa nè, áo dây rồi con này mã số 1 giùm em, chồng giá 130, giá 130 mấy chị nha. Áo này áo dây lúc trước em bán ngon, lúc mà em mới vừa bán á, em lấy số lượng ít á nên á tính ra là em lấy vô là 200 mấy luôn, mà bây giờ em được em lấy cả ngàn con luôn, mấy chị nào muốn lấy sỉ bên em mấy chị cứ inbox giùm em, bây giờ á em lấy cả ngàn con nên cái giá nó sẽ nới ra, nó sẽ bán giá tốt, em bán mấy chị có 130 một áo thôi, chị nào lấy thì chốt, chứ lúc trước là mấy chị kia mua 240 không luôn á, em nói thiệt đó thôi. Chị nào ưng mình chốt liền em, con này mã số 1, qua nhân này là qua nhân mã số 1 nha, qua nhân mã 1 nè. Rồi con này là qua nhân mã số 2. Hôm nay em có size từ 85kg về luôn áo rồi nè, em có size từ 85kg về. Mã số 2. Đó, chị ơi mình chốt em mã số 2, đá cam cực kỳ đẹp luôn nha, ở trong like nhiều khi nó bị chấu nha mấy chị nha. Mã số 2. Rồi con này mã số 3. Ưng mã nào chốt mã đó giùm em, 130 một áo thôi. 130 một áo, chị nào ưng áo chốt áo giùm em. Áo kèm mã, áo dây kèm mã giùm em. Áo dây kèm mã giùm em, áo dây mã số 3. Rồi áo dây này là mã số 4 giùm em, áo dây em có đủ hoa đủ size mấy chị nha. Áo dây mã số 4 nha. Cái gì? Ai? Mà có điện chưa? Rồi con này là mã số 5, rồi con mã cuối cùng. Rồi chị đầu ưng áo dây chốt dây giùm em, áo dây kèm mã giùm em mấy chị nha, sơn rất là đẹp luôn nha, áo dây đó, quần đùi em cũng có bán nữa nhưng mà bây giờ em hết rồi, em đang đặt hàng về, mấy chị cứ bấm nút theo dõi trang của em đi, khi nào mà có hàng về thì Facebook của em sẽ thông báo mấy chị nha. Rồi ok, hả chị đặt kêu lên màu gì vậy mà. Rồi có chị nào lên thêm màu gì nữa không, muốn lên thêm màu gì báo lên thì em đi, lên màu đen mà tới 85kg lên màu đen vừa. Dạ hội đen 200, dạ hội đen dài 200 cực kỳ đẹp luôn.
em ơi, chị nào lấy thì chốt giùm em. Đầm giả hộ dài 200 giùm em với chị nha. Rồi đầm giả hộ dài 200 còn đúng màu đen thôi. Em hết trơn màu rồi mấy chị. Để chờ bữa em lấy hàng thêm về. Nhưng mà mỗi lần về là phải nhầm cái hàng con đó mấy chị. Nên mấy chị nào mà muốn xem đầm thì mấy chị cứ vào mấy chị cho theo dõi cái trang quần áo siêu rẻ Anh Thư là quần áo siêu rẻ Hương Thư của em nha. Để khi nào em like là sẽ có thông báo mấy chị. Mấy chị hỏi đầm thì cho em xin số ký thì được mấy chị ơi. Để em hỏi cho nó mất thời gian lắm. Đúng rồi. Chị Đỗ Thị Thu. Chị Đỗ Thị Thu là chị eo 87. À, vừa đẹp luôn. Eo 87 là mặt hông. Eo 87 là chị là hết mặt ôm á thì chị bóp vô. Còn thích bận rộng thoải mái. Mặt thoải mái thì chị khỏi bóp vô nha chị Đỗ Thị Kim Hương ơi. Đỗ Kim Hương ơi. Chị Trân Trân là lên số ký chiều cao giùm em đi chị. Hết. Trời ơi, hãng con hả? Để con gọi mà, hình như đâu có đâu. Đâu có. Xanh 3kg. À, chị Tình Lượng ở dưới ha. Rồi đưa cho. Chứ sao? Đầm xanh đen, đưa con có đầm xanh đen ở đây nè. Đây đầm xanh đen đây. À, chị Hoàng Huy, chị Hoàng Duy nè. À, chị đào lần trước chị có đặt hàng bên em mà điện thoại chị không có nghe máy, chị không có nghe máy rồi bây giờ nếu mà chị chốt hàng bên em nữa chị kết bạn với Zalo liền giùm em đi, kết bạn Zalo Lê Thắm liền giùm em, cọc cạc giùm em 100 ngàn em chốt với chị liền, còn chị nào không cọc là em sẽ không chốt ha, cọc xong rồi mới chốt vào đơn với chị nha. Vì điện chị không nghe máy rồi đầu điện lại cái là bị thuê bao luôn. Đúng rồi, bên em mà chị nào mà có vấn đề như thế nào là bên em sẽ biết hết, bên em sẽ luôn lại hết nên mấy chị 10 năm quay lại mấy chị cũng em cũng biết hết trơn luôn mấy chị ơi nha. Chị nào mà mua hàng bên em nhớ là không mấy chị phải nghe máy và nhận hàng nha, còn không mấy chị bơm hàng là không bao giờ em bán mấy chị nữa đâu. Sao kỳ vậy? Nếu mà chị chịu chốt hàng bên em, chị vô kết bạn Zalo và cộng giùm em 100k chuyển khoản hoặc là đặt hai cào giùm em thì em chốt đơn vô like chốt đơn lại mấy chị, còn không mẹ không chốt cho mấy chị đâu. Đúng mất thời gian lắm, nó không xả ra lắm. Và đây xanh đen nè, 63kg, 1m58, mặt đẹp luôn giùm em chị nha. Đó rồi, ưng thì chốt em xanh đen nha chị ơi. Quá xuất sắc luôn. Xanh đen nè. Đọc máy đi thưa anh mày. Đây xanh đen 2. Thôi được rồi. Rồi em còn hai con nè. Xanh đen 1, xanh đen 2. Chị đọc là lấy xanh đen, chốt xanh đen giùm em. Xanh đen 1 và xanh đen 2 nha. Ưng xanh đen nào, chốt xanh đen đó giùm em. Đây xanh đen 2 đây. Đó, xanh đen 2 và xanh đen 1. Ai ưng xanh đen 1 rồi đang mặc nha. Chị Trân lấy màu nào thì chốt màu đó em. Lấy xanh đen 1 hay 2 báo thì em nha. Rồi xem vàng với lại xem tím, ok chị nè. Vàng tím, của vàng tím. Vàng đó, con vàng. Nè con vàng đưa vàng dưới con mặt dưới. Con vàng này là chị mặc là chị khỏi bóp luôn nè. Rồi đây đầm vàng, tay ngắn là chị yêu ơi. Rồi chị đâu thì chú em đầm vàng ha. 150 một đầm thôi mấy chị nha. Chất rẻ soi lên mà hàng cao cấp loại 1 luôn chứ không phải là hàng loại 2, loại 3 đâu. Bao cho mấy chị là chất loại 1 luôn giùm em ha. Rồi đây rồi chị đâu thì chốt liền giùm em ha. Màu xanh đen. Rồi chị Trân Trân có chốt không? Em chốt màu xanh đen cho chị gì? Màu xanh đen cho chị gì? Ủa xanh đen gì cho chị Nhân Trạch ơi? Xanh đen 1 hay 2 báo rồi giùm em đi chị. Xanh đen 1 hay 2 báo cho em liền đi chị ơi. Đó, chị bỏ vừa. Đúng rồi. Rồi đây con màu vàng cực kỳ đẹp luôn, tay ngắn ha. Em mặc thì hơi ôm chút xíu ha, tại vì em chưa kéo quá nè. Đó, con này mấy chị 65kg đổ về mặc ok. Mặc vô mấy chị kéo lên là kéo lên là nó sẽ bo cái cổ của chị là vừa dặn lắm ha mấy chị nha. Rồi ghi giùm em không vàng này cực kỳ đẹp luôn. Ghi giùm em mã vàng của chị nha. Ghi giùm em mã vàng. Vàng này em mặc thơm là mấy chị mặc là bao đẹp luôn. Màu vàng như là màu tím đúng không? Rồi ai ưng vàng chút vàng giùm em xanh đen 1 cho chị Nhân cho Nhân Trạch nè. Ok chị, xanh đen 1. Đây tôi xanh đen 1 đây. Rồi xanh đen 1 cho chị Nhân Trạch nè. Cái em đang mới vừa mặc nè. Cái của em mới vừa mặc á. Rồi đây màu tím này chị ơi. Màu vàng thì em có một con thôi. Đây là chị gì ta, chị gì kêu màu vàng hả ta, chị Đỗ Thị Thu nè, rồi có màu tím nè, màu tím đó chị ơi. Rồi cái gì em, con này là con tím 1, rồi con cho con dạy con tím mà, con có tím hả, tím hết luôn rồi,
tím hết rồi, còn có con. Còn có con đó chị ơi. Rồi ghi giùm em mã tím giùm em mấy chị nha. Ghi giùm em mã tím. Ai ưng tím chung tím giùm em cực kỳ đẹp luôn. Ghi giùm em mã tím mấy chị nha. Tím. Tím một con thôi. Rồi xích tím chung tím giùm em luôn. Quá đẹp mấy chị ơi, quá sang quá đẹp luôn. Mã tím. Ưng mã nào chú mới đó nhớ bấm nút theo dõi trang quần áo siêu rẻ anh Thư với lại là Hư Hư của em mấy chị nha. Bấm nút theo dõi trang đi. Để khi nào mà bên em like hoặc là có về mẫu mới thì bên em sẽ thông báo với lại mấy chị kết bạn giùm em cái Zalo nha. Zalo số điện thoại là 0774842263 nha. Số Zalo đó là của Lê Hấm là mẹ em. Đăng tất cả mặt hàng trong shop em có bao nhiêu sản phẩm là bên em đã đăng bên Zalo. Mấy chị vô đó mấy chị lựa cho dễ nha. 85kg là em không có rồi nha chị Tâm Chu ơi. Ừ, cùng tên là cùng chủ á. Xanh đen còn quá trời luôn nè, để em lên xanh đen cho mấy chị lựa thêm nha. Cho chị lựa, mấy chị lựa thêm nha mấy chị lên. Rồi đây xanh đen, chị nào lấy xanh đen nữa chút thì em xanh đen nè, em có xanh đen hình như rồi đấy. Em bán khoảng mà em không em tưởng có còn vài con. Bây giờ em sẽ đọc màu lại cho mấy chị xem luôn ha mấy chị ơi. Em có đủ màu, mấy chị thích màu nào mấy chị cứ kêu em. Cứ kêu em mở cho mấy chị xem màu đó nha. Rồi ok, chị đã ưu thì nhanh tay chút em. Quần sọt bao nhiêu một cái? Dạ quần em đang mặc em mất hàng luôn rồi. Em hôm nay em bán cái là mất hàng luôn rồi đó mấy chị. Nha, ngày mai em sẽ lên áo lẻ mấy chị luôn ha. Ngày mai mấy chị vô. Ngày mai em lên áo lẻ với lại đồ bộ. Mấy chị nhớ cho đón vô xem nha. Em ngày nào cũng 2-11 giờ rưỡi chưa á mấy chị vô. Mấy chị nhớ vô xem nha mấy chị ơi. Rồi đây nè, rồi chị đâu mày chốt giùm em xanh đen hai ba giùm em. Con này là mã xanh đen ba, đó hoa nhan rất là đẹp luôn nha. Xanh đen ba giá 150 giùm em luôn, chị đâu xanh đen chút xanh đen. Rồi con này là mã xanh đen này là xanh đen hoa nhan này nha, lựa hoa nhan giùm em thôi. Rồi xanh đen 4 giùm em, xanh đen 4. Rồi con này mã xanh đen số 5. Từ xanh đen số 5. Rồi mã xanh đen số 6. Mã xanh đen số 6 giùm em mấy chị nha. Xanh đen 6 vô lai nó hơi chấu ở ngoài đẹp lắm mấy chị ơi. Vô chấu thế nào xanh á. Rồi con này là xanh đen cuối cùng là xanh đen số 7 rồi chị đâu. Xanh đen số 7 chút xanh đen số 7 giùm em. Đó rồi chị đâu xanh đen chút xanh đen. Rồi bây giờ em đọc lại màu nha. Thích màu nào cứ kêu Hưng ơi. Cái màu đó là còn qua gian nào nữa không cho chị xem đi. Em sẽ lên màu mấy chị xem ha. Ví dụ màu tím hang tôi có mấy cái hoa văn rồi là em sẽ lên cho mấy chị liền xem hoa văn ha. Em còn nhiều lắm mấy chị mới lên thích màu nào cứ kêu em lên cho mấy chị xem. Rồi ok nè, đây em lên hoa văn cho mấy chị lựa nha. Đây chất trả sau đêm này em bây giờ em có để em mặc cái màu sáng lên đi rồi em đọc màu cho mấy chị lựa đi nha. Em mặc màu sáng lên. Còn chị nào mà họ thích mặc màu tối thì lấy mấy cái màu tím hang nè, màu đen nè, màu xanh đen, màu xanh rêu. Đó, mấy cái màu đó là màu tối đó. Các chị đặt mấy cái màu đó vô là đẹp lắm. Đây, màu cam đất nè mấy chị. Em có một con dưới là màu cam đất luôn nè, chị nào lấy thì chốt cho em. Chị nào ưng thì nhanh tay lấy. Ủa mẹ đi được bên nào được? Rồi đây rồi chị nào ưng thì chốt giùm em ha mấy chị ơi. Rồi chị nào ưng thì chốt giùm em con này là màu cam đất giùm em ha. Ưng thì chốt giùm em cam đất. Quá xuất sắc luôn. Cam đất mấy chị ơi. Ưng cam đất bây giờ em sẽ đọc màu. Ưng màu nào chốt màu đó giùm em. Màu cam đất nè. Em đang mặc là màu cam đất này nha. Rồi đây em có nè. Màu tím hang. Màu tím hang ưng màu nào chốt màu đó đi giùm em.
xanh dương, xanh dương đó, xanh dương em có nhiều luôn. Màu da, màu da mấy chị nha, màu hồng, màu hồng chính là màu xanh riêu đó. Chị nào ưng màu nào, ưng màu nào chốt màu đó cho em. Cam đất eo 76 mặt dừa luôn nha chị Huỳnh Lu ơi. Chị Huỳnh Lu cho em chốt màu xanh. Chị Huỳnh Lu là có đơn rồi hả? Chị Huỳnh Lu có đơn rồi. Chị Hương Lu ơi, chị Hương Lu chứ là lộn chị Huỳnh Lu. Chị Hương Lu có lấy mẫu này thì chốt giùm em đi, ghi em là cam đất đi. Chốt cam đất, ghi mã chốt cam đất giùm em đi. Được đó. Eo đây có màu đen nhiều lắm, màu đen là nhiều lắm mấy chị ơi. Đó, đen nè. Đen nè. Đó mấy chị có mấy con rồi hả? Còn có 3 con đen nữa thôi. Màu đen 61 tí vừa. Vừa nha chị ơi. Vừa chị Nguyễn Duyên ơi. Rồi chị nào lấy cam đất kia giùm em chốt cam đất ha. Chốt cam đất kèm không chị Hương luôn có số điện thoại rồi. Chị nào mà chốt cam đất thì ghi giùm em cam đất kèm số điện thoại. Còn chị nào có số hậu gần khỏi cho. Rồi cam đất này chị Hương luôn có chốt không? Rồi đây bao nhiêu tiền vậy? 150 nha. 150 một đồng nha chị Nguyễn Thị Quanh ơi. Rồi ok cam đất kèm số điện thoại. Ok chị Hương nào. Chị Quỳnh Lu, chị Hương luôn có số điện thoại rồi khỏi cho nữa không chị ơi. Rồi màu đen, em mặc màu đen cho chị lựa nè. Rồi em lên đen nè. Mấy chị muốn lên màu gì mấy chị cứ báo em. Lấy cho chị cái đen. Rồi ok để cho chị lựa luôn ha. Em lên màu như chị lựa luôn. Có chị nào mặc dạ hội dài đen không? Em còn một con đầm, em còn sót lại một con đầm đen nè. Đầm đen dài dạ hội chất giải, rất là đẹp luôn. Ghẻ nhưng mà bao đẹp mấy chị nha. Chứ không phải là ghẻ mà là xấu ha. Tại vì em lấy cái số lượng tại bảo mỏ sỉ á quá thì nhiều nên em mới lấy được cái giá tốt như thế này. Tụi nghiệp nha, chị tâm chua là đắt tâm trí chị chốt hoài luôn kìa mà không có. Không có sai đi. Chị đó hả? Không có sai đắt tâm trí chị ơi, em có đồ bộ không à? Đồ bộ đắt tâm trí thì em có 85kg có mấy mẫu này nè được không? Đây nè, 85kg em chỉ có mấy mẫu này em đang sell ta. Em đang sell 95.000 nè chị. Em đang sell 95.000 nè, size XL. Quá thì đẹp luôn. 85kg em còn được mấy mẫu luôn á chị ơi đây nè. Đó, 85kg còn rất là nhiều hoa văn luôn. 95k thôi. Đó, được không chị ơi? Đây là cái máy vậy? XL còn có 3 cái thôi à. Đây nè. Có 2 túi 2 bên. Có 2 túi 2 bên luôn nha. Hàng này là hàng may, hàng thiết kế luôn. Được không? 95kg còn mấy mẫu này được không chị ơi? 85kg. Đây nè, 85kg chứ. Chị nào cao 90kg mặc vừa luôn. Đây nè, còn 4 con. Đó, còn 4 con nha. Để tí lên mặc cái gì xem chịu không, chịu thì ok đi. Bằng bông nó đẹp lắm á chị ơi. Chịu thì ok đi rồi em mặc tí nữa mặc cái gì xem. Rồi màu đen nè, ghi giùm em con này là mã đen 1 giùm em nè chị Nguyễn Duyên ơi. Em đang sale giá 150 thôi, chị nào lấy thì chốt nha, em còn ít đó, còn không còn nhiều đâu. Rồi đây đen 1 giùm em, đầm đen 1 nè. Rồi con này mã đầm đen 2. Đó, hoa văn nè, mỗi hoa văn mỗi khác nhau giùm em nha. Màu đen nhưng một hoa văn khác nhau hoàn toàn đó chị nha. Còn đen 1 nè, đen 2 nè, còn đen kia là đen 3 giùm em đi. Ưng đen nào chị Nguyễn Duyên chốt giùm em đen kèm mã giùm em chị ơi. Đen 1, đen 2, đen 3 chốt giùm em đi chị. Đen 1, đen 2, đen 3 em có 3 con đen. Em còn đúng có 3 con đen thôi. Chị Kim là Lê Thị 76kg chị lên chiều cao giùm em đi. Hoặc là dòng eo đi chị. Dạ hỏi đen đâu cho chị coi, khoảng 70kg. Rồi ok để em lên cho đếm coi, để em coi 70kg mặc dừa không. Ủa dạ đen nè con này à. Không, con son em nè. Màu đỏ luôn cho chị loại 200. Loại 200. Loại 200 một cái rồi ok chị Trân nè. Chị Trân ok chị. Chị Trân nếu mà chị chốt cái màu đỏ. Màu đỏ thì màu đỏ đô. Màu đỏ đô hết rồi chị ơi. Em còn đỏ cam thôi, hồi nãy chị không chốt luôn. Bây giờ em hết màu đỏ đô rồi. Em hết màu đỏ đô rồi. Màu tím sau lưng eo 87kg vừa không? Dạ vừa như chị Đỗ Thị Hương ơi. Eo 85, màu tím này eo 85 bằng vừa nhưng mà chị thích bằng ôm thì chị bớt đi tí xíu. Tại vì cái eo này là eo 90, eo 95, eo 97 nha. Nếu mà chị thích thì chị bớt vô giùm em tí xíu là mặc ok. Hồng 4 loại nào mà hồng 4, đây là hồng 4 đúng không? Hồng 4 này là eo của chị mặc dừa luôn á. Eo 8 cân mặc dừa giùm em luôn. Eo 87 mặc dừa giùm em. Đúng không ta? Hồng 4 74, eo 74 mặc đẹp giùm em luôn nha. Còn chị nào thích mặc ôm thì bớt nha. Tại vì đầm thì rất là dễ luôn. Đầm thì chị nào ôm thì bớt. Còn chị nào rộng á thì thoải mái. Còn
lên chị nào cao cao 67 cái mặt dừa luôn giùm em nha. Đen giá bao nhiêu đang đen giá 150 thì chị ơi. 150 coi giá hội nào coi có gì nào lên mẫu nào đó không vậy? Rồi mấy chị muốn lên màu gì? Màu đỏ 76 ký hơn màu màu đỏ. Có size 76 ký chơi. Màu đỏ bây giờ em chỉ còn màu đỏ cam thì thôi. 70 ký đâu lại mà dòng 290 là vừa. Đây. Cái mẫu 200. Ủa cái mẫu 200 mẫu nào vậy? Mẫu 200 nè. Dòng màu đỏ. Màu đỏ đâu có màu 200 đâu. Màu đỏ em hết mẫu 200 rồi. Màu đỏ thì em chỉ còn mẫu 190 thôi được không? Mẫu 190 thôi em còn 190. Đó. Chất vải con chinh phong. Con chinh phong ha. Em có màu đỏ nè. Màu đỏ. Em đọc màu luôn cho mấy chị. Màu đỏ. Màu da. Màu da mặt trắng nha. Màu da ngoài mặt đẹp lắm. Màu cam sữa. Màu cam sữa còn đúng một con nhất nha. Cam sữa là còn đúng một con nhất thôi. Màu tím hang. Màu xanh riêu cũng còn ít thôi. Xanh riêu. Còn em còn đó thôi. Chứ màu đỏ, đỏ cam thôi. Đó, ưng màu nào đúng màu đỏ cho em. Có keo chỉnh á. Quần đen mặc bán xuống em chị. Dạ có nhưng mà hết rồi. Em hết rồi chị ơi. Quần em bán mới vừa bán hết trơn rồi. Lấy tím. Rồi ok chút tím đi chị. Tím 200 đúng không? Rồi có gì về nếu mà hết còn hơn thì bớt luôn giùm em nha. Cái này là mấy chị đi ra shop với chị ba 300, 400, 500. Mấy chị ra chợ mấy chị mua 300, 400, 500. Bây giờ mấy chị mua có 100, 1.9 thôi mà về bóp vô mà còn dẫn lời thôi mua ngoài shop luôn á mấy chị. Màu hồng. Hồng 470 ký mặt dừa không? Dạ không thua. Chị Kim Lan Lê Thị ơi, em kêu chị là xin cái dòng eo hoặc là cái chiều cao đi chị em cho mà chị đã 76 ký hoài em đâu biết được em chốt. 76 ký cho em xin cái dòng eo. Cho em xin dòng eo đi chị. Còn nếu mà không ấy thì chị cho em cái chiều cao em đón nghe cho chứ. Còn bây giờ chỉ có 76 ký em sợ không vừa. 76 ký tùy theo gấp người đó mấy chị ơi. Tùy theo gấp người của mấy chị á là gọn hay là ấy nữa hay là chiều cao hấp á thì cái gấp người nó bè. Cam sữa là dòng eo 97 là mận dừa đó, chị 76 ký mà nếu chị cao là dừa luôn á. Hồng 465 ký là mặt dừa phơm đẹp luôn nha chị Phạm Ngọc Hiền ơi. Ưng hồng 4 chút hồng 4 giùm em. Cho chị đổi hồng 2. Dạ không đổi chị ơi, nếu mà chị thương luôn không lấy là em xả luôn chứ em không đổi chị ơi. Nãy giờ em không có cho đổi nữa mấy chị nha. Chốt chắc chị em tại vì em đọc hết trơn rồi. Em đọc từng cái luôn. Chị có lấy không, lấy thì lấy còn không em xả cho chị nha. Chứ em không cho đổi được nha chị ơi. Vậy là chị Hương luôn có lấy không chị ơi? Chị Hương luôn có lấy không? Lấy thì em xả, em không lấy thì em xả ra luôn cho. Dạ 100, 150 một cái đầm mấy chị nha. Còn phía bên đây màu da màu đỏ màu tím hang với lại màu cam là 2, 190. Còn mẫu em đang mặc em còn sót được một con, em còn sót được một con màu đen nè, đầm dạ hội ha, 200.000. Rồi chị đâu mình chốt liền em con này 768 cái đổ về, 68 cái đổ về chốt liền giùm em mấy chị nha, 68 cái đổ về mẹ cho con hai tháng. Ủa cho mình sao sáu vậy? Nữa. Lấy cho chị cái hồng 4 nha chị Phạm Ngọc Hiền nè, ok chị nè. Mấy chị á em có một mỗi thứ em có một cái rồi mà mấy chị lấy mấy chị xả mấy lấy xả rồi sao em bán được mấy chị? Đó chị nào lấy thì chốt còn không mấy chị cứ báo là hả xả cho chị đi em sẽ xả cho mấy chị. Mà xả trên like nha, chị đừng có xả dưới like nha. Xả dưới like là em xả hết toàn bộ đồ của mấy chị luôn em không có bán đâu. Qua đây rồi chị nào ưng thì chốt giùm em đi. Ghi giùm em dạ hội đi. 200 dạ hội đen 200 thì em trước dạ so đen cho khách hàng loại một luôn. Mẹ cho con xin cái màu xanh kiếm cái màu tiền. Em còn 3 cái dạ hội dài ha. Em còn 3 cái màu dạ hội dài. Bảy mươi ký hả? Mà dòng em của chị bao nhiêu vậy? 70 ký mà dòng em của chị bao nhiêu? Chị cho em xin cái dòng eo đi chị. Cái này là em có 3 màu mấy chị nha. Cái này là em có 3 màu. Màu đen đang mặc nè, màu xanh riêu với lại màu vàng. Rồi chị đậu ưng thì chốt giùm em. Xanh riêu vàng đen, chị đậu lấy màu nào chốt màu đó giùm em. Xanh riêu vàng đen mấy chị nha. Xanh riêu vàng đen. Quá đẹp luôn mấy chị ơi, xanh riêu vàng đen. Xuất sắc luôn.
heo này tầm có 90. Dùm heo này tầm 90 thôi, không có 10. Rồi xả cho chị được chị thu luôn ra cái màu hồng rồi bạn. Mới thấy gì đó, hồng hai đó. Hồng hai phải không? Rồi còn hồng nào đó xả được đi, hồng 4. Đây là hồng 4. Rồi đây 70 nè, 70 ký chị lấy cái này đi chị. Chị Đinh, chị gì đó, Đinh Phước ơi, lấy cái dòng eo 100 104 là không vừa cái này luôn. Cái này dòng eo 104 không vừa luôn. Dòng eo này là 97 thôi. Chị đây 97 thôi, 95, 97 thôi, không vừa luôn. Nè nếu mà vậy á, chị mua cho mẹ chị mặc đó thì chị lấy mấy mẫu này đi, mặc cho nó mát. Mặc cho nó mát nè. Đây là chị đang hồi nãy là 85 ký nè. Đây nè, em lên mấy mẫu 85 ký cho mấy chị lựa nè. 85 ký đổ về nè, 75 đến 85 ký mặc vừa em thôi, nằm vậy luôn. Này không luôn, không luôn rồi đó. Đã nha. Rồi 75 đến 85 ký ghi giùm em con này, tầm 95k, xem 95k có hai túi hai bên. Hàng này là hàng cho hàng mai đẹp lắm các chị nha, hàng này là hàng mai nhà luôn, cực kỳ đẹp luôn. Ở mai trang rất là đẹp, rất là sang luôn. Và chị đâu có chốt liền giùm em con này, ghi giùm em tầm 95k, tầm 95 mã số 1, tầm 95 mã số 1 giùm em. Phơm này là 70, 75 đến 85 ký. Cái phơm này là có xe nhỏ luôn, có chị muốn lên xe bao nhiêu ký báo giùm em. Còn hồi nãy em đang lên xe cái khuôn kia 85 ký á. Đó, 85 ký đổ về, 75 đến 85 ký mặc vừa giùm em. Ghi giùm em con này mã số 2, ghi giùm em mã tầm 95 mã số 2, tầm 95 mã số 2 đây nè. Cái này là dòng eo 104 mặc vừa. Rồi đây, còn chị đâu còn chốt em mã số 2, quá xuất sắc luôn. Mã số 2 giùm em với chị nha, mã số 2 cực kỳ đẹp luôn. Tầm 95 mã số 2 mặc bao mát luôn ha, có hai túi hai bên luôn, hai túi hai bên đựng tiền với chị nha. Mặc cho nó thoải mái, cũng mặc gọn lắm em, không có lời xài luôn, có chị nha, đẹp lắm luôn. Em bán cái này nhiều lắm luôn rồi đó. Rồi em tiếp tục cho mấy chị nè. Con này mã số 3, tầm 95. Ghi giùm em là mã tầm 95, mã tầm 95, mã số 3 nè. Tầm 95 mã số 3, tầm 95 mã số 3 giùm em mấy chị nha. Em còn có 4 con xây 85 ký đủ rồi thôi, 75, 85 ký à. Rồi đầm này mấy chị muốn xây bao nhiêu ký không? Em có xây không? Em có xây 50 ký luôn á, 50 ký đến 85 ký. Mấy chị muốn xây bao nhiêu ký báo cho em đi, em coi sẽ còn mấy bộ. Ý mặt ngược vậy. Rồi mấy chị muốn lên màu gì nữa không? Muốn lên màu gì thì báo em. Đang lên làm bông rồi, đang sale mà 95 ngàn nha chị gái Hội Nguyễn ơi. Đây em lên xeo này nè, 95 ngàn nè, chị nào lấy thì chốt em. Rồi đây là chị đâu thì chốt em liền nha. Ghi giùm em mã 95, mã số 1 rồi. Nó 85 ký còn được nhiêu đây nè. Mấy hàng Quảng Châu cao cấp mình hết hả. Rồi chị nào lấy nó làm 95 này thì chốt em nha. Rồi chị nào lấy đi màu gì nữa không? Lên thêm màu nào nó báo lên thì mình cái màu đi cái gì. Ủa mà cái này là màu đỏ ngán rồi. Em có size L, size X, size M luôn cái gì nha. Lên màu nào có màu đó. Ngày mai em lên áo lẻ, lên đồ bộ mấy chị luôn. Có gì ngày mai nhớ thương em nha. Màu nhiều. Đầm gì? Đầm tím sau lưng. Đầm tím sau lưng giá 190 mấy chị nha. Giá 190. Chị bao nhiêu ký lên số ký chiều cao giùm em đi. Đây nè, đầm tím nè. Đầm tím nè, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp với chị nha. Rồi chị nào ưng thì chốt em đầm tím ha. Lên số ký và chiều cao giùm em. Cái mẫu này em đang bán giá 190 đó. Chị nào lấy thì chốt nha. Giá 190 giùm em. Đầm này đi tuyệt được hết trơn nha chị tôi Thanh Lê ơi. Đầm này đi tuyệt là trang với cô dâu luôn đó mấy chị ơi. Chị đẹp lắm. Ký chiều cao đi chị. Chất giả là chất giả phơn. Nên nó nhìn nó sang hơn cái chất giả so đen. Nhưng mà chiếc chất giải sau đen đó thì được cái là nó co giãn thoải mái. Còn cái này là chất giải không có co giãn nhiều nha. Không có co giãn
nhiều, nhưng mà được cái là nó ôm form nó rất là đẹp luôn đó. Hít bật ôm thì bớt vô, còn hít bật thoải mái thì buông ra bình thường đó, thì đẹp luôn đó. Cái tay thì chỉ hít thì bớt vô, còn không hít thì thôi bình thường, để bình thường đâu sao đâu. Tay phòng ha, tại ở tay phòng ha mấy chị nha. À, lấy màu vàng phía sau, màu vàng phía sau là tay ngắn đây nè, phân vàng thì chút vàng nên tay ngắn, có đúng một con màu vàng tay ngắn thôi luôn á, còn bao nhiêu còn đây lỡ không à. Đó chị Đỗ Thị Hương nè, lấy màu vàng phía sau rồi ok, chốt chị màu vàng phía sau nè đó, coi màu vàng. Chốt chị màu vàng này nha, coi chị nào lấy vàng nữa thì chốt vàng nè, vàng còn có con hay nè, con bay nè. Rồi ok, chốt vàng cho chị Kim Canh, rất là đẹp luôn, vàng đẹp lắm đó chị ơi. Rồi vàng cho chị. Rồi đây, rồi chị đã ưng tím, chốt tím giùm em đi. Ai ưng tím hang, chốt tím hang cực kỳ sang luôn, 190 thôi. Lúc trước là bữa hổm là có chị kia là chị báo em luôn á, là chị vô trong shop chị thấy cái kiểu như vậy nè, nhưng mà người ta bán tới 300-400 lận. Nhưng mà bên em xoáy nghĩa vậy, mà bên em cũng đã nói rồi, bên em là lấy số lượng lớn, số lượng ngàn con nên mới có cái giá rẻ như vậy, em bán mấy chị giá rẻ. Còn mấy chị mua ở những cái shop khác, người ta lấy tầm cỡ 5-10 con, 20 con thì giá sẽ mắc hơn đó. Còn bên em lấy số lượng lớn nên cái giá nó lại rẻ hơn mấy chỗ khác mấy chị nha. Em chào chị Nhiên. Giống như cái áo dây của em đang mặc đi, lúc trước đó là em mới vừa bán, em chưa biết cái nguồn sỉ cho em lấy tầm cỡ 30-40 cái để em về em bán để lấy để cho có nè vậy đó. Cái giá là cao, em bán tới 240, còn bây giờ em lấy được cái số lượng nhiều, số lượng cái ngàn con em bán chỉ có 130 thôi đó. Càng lấy số lượng nhiều thì càng rẻ, nên chỉ có lấy số lượng nhiều em mới bán giá rẻ mấy chị thôi. Mà chất rẻ là bao đẹp rồi, trong y thịt trong shop luôn. Cái màu đỏ phía sau bao nhiêu ký? Cái màu đỏ phía sau á là em 97 nha, chị nào em 97 đổ về thì chốt cho em. Chị Phạm Ngọc Hiền là bao nhiêu ký ạ? 65 ký thì mặc chắc con cái tay bụng của chị bự không? Tại vì cái đó là đeo đo cái tay bụng ha. Cái này là tầm cỡ em 97, em 95, 97 đổ về là tầm 70 ký đổ về mặc ok. Chị Phạm Ngọc Hiền á, 65 ký hết bận rộng giống như em nè, thì bạn thoải mái như em á thì khỏi bớt, còn chị thích bận mặc vừa phong giống như vừa phong của chị á thì chị bớt đi tí xíu nha, 65 ký là dễ bớt mà. Bữa hổm chị kia 50 ký còn chốt luôn á, cái chị 50 ký chị mới nói em á, chị 50 ký chị nói em á là mua shop á thấy người ta bán tới 300-400 rồi, còn sao á lại bán rẻ vậy, cái chị mới chấp nhận mua luôn, về bớt luôn 50 ký mà chịu bớt luôn á. Bởi vì mà em mới biết luôn á, rồi em mới dò ra em biết luôn á đó. Rồi chị nào lấy màu nào chúng màu đó giùm em, màu tím nè, qua đặt màu á chị hả, màu tím là tôi đi 31 ký em có thể về, màu tím nè, màu xanh riêu nè. Ủa cái nào xanh riêu phải, ủa sợ đây, màu xanh riêu nè, màu xanh riêu 190, màu xanh riêu 190, màu canh sữa, màu canh sữa còn đúng duy nhất một con. Rồi còn gì nữa, màu tím hang, màu đỏ cam, màu đỏ đi, màu đỏ thôi giờ tại vì còn có một con màu đỏ nè. Màu đỏ giùm em, màu đỏ, màu tím hang với lại là màu da. Rồi chị đã ưng màu nào thì chốt màu đó giùm em nha, ưng màu nào chốt màu đó. Màu da còn có hai con nè, cho chị xem cái đỏ lại. Vô comment cổ ơi là tổng tập cô lấy kêu điện cổ đi, kêu cổ nạp đi rồi tính tiền. Rồi đây rồi chị đâu thì chốt giùm em đỏ ha, cực kỳ sang, cực kỳ đẹp luôn. Giá 190 giùm em đỏ, 190 giùm em mấy chị nha. Đỏ 190 thích thì bớt, còn không thích thì không bớt mấy chị nha. Đó đầm thì có một phơm một thôi. Còn chị nào size nhỏ thì mấy chị bớt vô, chị khó bớt vô, tại vì cái phơm này là người ta bán, người ta may có một phơm một thôi nha. Còn nếu như là mấy chị bận rộng thì mấy chị bớt vô, bớt vô sau này mấy chị có mặc lên thì mấy chị cứ mở bên ra rồi mặc tiếp tục, mặc hoài luôn. Cho chị đỏ cho chị rồi ok, chị lấy đỏ cho chị luôn.
coi chị nào lấy hay tỏ nó thì bảo em. Tỏ cho chị nè. Ok chị Ngọc Hiền. Rồi lấy cho chị cái tím hang, cho chị Chân Chân. Rồi tím hang cho chị Chân Chân. À, đàn có 55 kg, 55 kg là cái mẫu này chị ơi, 55 kg là đàn 150 sao đen nè, màu đỏ, có màu màu đen, màu vàng, màu hồng, màu xanh dương, màu xanh đen, rồi màu xanh rêu, màu vàng, màu cam, màu tím than, nhiều màu lắm đó chị, 55 kg thì em có đó, dạ có nha, đầm 55 kg em có cho chị nha, chị thích màu gì? Đó, đầm sao đen phía bên đây là từ màu đen chỗ qua là xây 55 kg mặt dừa đó. Chị thích màu gì? Thích màu gì báo em. Thích màu gì báo em nha mấy chị ơi. Rồi đây body cho chị 55 kg với mấy chị đó. Đây nè, body em cũng có xây 55 kg luôn. Đây body đây chị ơi. Chị nào lấy body chút body bỏ thì em nè. Ai ưng body chút body. Body này là em đang bán giá 150 thôi nha. Body 150 chị đâu thì nhanh tay chốt cho em liền. Body 150. Em bao nhiêu ký? Em 68 kg chị nha. Em 68 kg. Phần trên em nhỏ nhưng phần từ phần đít trở xuống thì em bự đó mấy chị nha. Nên em mặc cái áo cái nào cũng vừa hết trơn á. Cái chân to, chỉ khi nào mà cái bụng, bởi vậy em mới sợ là cái này bụng của mấy chị to thì mặc mấy cái mấy không vừa thôi, nên em mới cần cái hỏi cái đầu eo á. Qua đây, rồi chị đâu thì chốt em cái chân dưới này là cái mông của em là bự nha. Đó. Còn đây là chị đậu người chốt em. Cho chị cái màu cam. Lấy cho chị xem lại rồi ok chị Hiền luôn đợi em xíu nha. Còn đây là chị đậu ưng body chút body. Chị đào 61 kg chốt em con này đi. Em cần con đỏ nè. Ê, em còn hai con đỏ. Một con hồng. Một tay đỏ, tay đỏ. Rồi. Một con đỏ ghi em con. Ủa nãy con nhớ là có một người chốt không? Đỏ 1, đỏ 2. Có cho nữa này mẹ mới lấy cho một nha. Rồi đây con này là đỏ 1. Con này đỏ 1. Còn có tay ngắn này là đỏ 2. Đỏ 2 và màu hồng. Rồi chị đâu có người chốt em đỏ hai đấy, mà cái đỏ hai với chị xem luôn, tại vì em mặc cho chị xem có tay lỡ có tay tay con luôn nha. Rồi đây mày lấy cho nó một nồng cho tao nghe nó nè, để nó tiếp khách chứ mày làm họ đi, nó dở họ nó ngủ mà. Rồi đây rồi chị đâu người chốt giùm em con này mã đỏ 2. Đỏ 2 giùm em tay ngắn cực kỳ sang luôn. Đỏ 2 với chị nha. Rồi đây đỏ 2 chốt đỏ 2 với lại màu hồng. Đó, con này 65 kg đổ về, 55 đến 65 kg. 150 body, ghi em là mã body 1, body 2. Body đỏ 1, body đỏ 2 và body hồng. Rồi em còn 3 con thôi. 58 kg size gì em? Dạ mấy size này là chị mặc vừa hết đó chị yêu ơi. Có màu cam. Màu cam, màu da đúng không? Rồi ok. Ok chị nè. Đó rồi chị nào lấy cái body chút body. Rồi đưa con màu cam, màu da đi. Màu cam. Rồi nè body đếm lên body tiếp tục cho mấy chị nha. Để con nói body rồi. Còn nè hồi nãy như có body một như em nhớ có ai lấy rồi đó, có chị nào lấy chưa ta? Em nhớ là có người lấy rồi đó, có chị nào lấy chưa? Chị nào mà hồi nãy có đọc có chốt body chủ một thì mấy chị chốt lại giùm em nha. Còn đây rồi chị đâu thì chốt giùm em nè, 65 kg đổ về, 55 đến 65 kg đi giùm em con này mã body một đi, body nhũ một, ghi em là nhũ một. Chốt hàng thanh toán tiền như thế nào vậy em? Dạ shipper giao tới là mấy chị cứ do thanh toán tiền với shipper với chị nha, nhận hàng và chốt và nhận hàng và thanh toán tiền em với chị nha, chứ không cần thanh toán sớm trước nha. Còn chị nào khách mới bên em mà mua nhiều hoặc là em thấy nó hơi dụ chặt cái gì đó thì em mới kêu là cọc tiền thôi, còn không thì em không có kêu đâu nha. Body màu là giá 150, còn body nhũ là 160 thì chị Lưu Bùi ơi. Rồi body nhũ em đang mặc này là giá 160 em với chị nha, giá 160 em còn được có 4 con thôi, em còn được có 4 con thôi. Rồi đây rồi chị đâu thì chốt em.
chị Phương lên số điện thoại liền giùm em đi chị Phương nha. Còn ai còn chị nào ưng thì chốt giùm em. Và con này ghi giùm em là body chính giùm em mấy chị nha. Mã body chính xuất sắc luôn mấy chị ơi. Body chính đó mấy chị ơi, body chính. Rồi ok chị Phương. Du lịch đồ mặc cũng sang hết trơn, nó mang mắt kính được vô. Trời ơi, nó sang gì đâu sang.
thì không có mấy chị ơi, em lấy em mang bán của em lấy được cái rô cao cấp mà em bán giá rẻ mấy chị luôn, cho mấy chị đặng em lấy khách luôn mấy chị, em tương tác với khách luôn á đó. Không phải là em lấy cái chất rẻ hàng cao cấp mà em bán giá cao cấp đâu, em bán giá là em nó quy ra hết, lấy rẻ em bán, em lấy gì lấy rẻ em bán rẻ, còn lấy cái giá cao thì em bán hơi cao xíu nha, em bán rẻ là bán rẻ thôi chứ em cũng bán theo giá thị trường, cái giá mắc đâu. Bây giờ mình đâu có lên cái nào cái đen tay ngắn hả ta? Không, không có đen tay ngắn, không có đen tay ngắn, có đen tay lỡ thôi. Em coi đâu có cái nào đen tay ngắn đâu chị ơi. Coi đây rồi chị đâu, thì chốt em có này mã 14 chị Lương Bùi nè, em mã 14 đen tay ngắn chị, mã 14 giùm em, hai đứa là sang chất ngủ xịn giùm em luôn mấy chị ơi. Chỉ có con vàng là tay ngắn thôi, còn tất cả là tay lỡ hết, chỉ có màu body thì có màu hồng với màu đỏ là tay ngắn. Coi mã 14 giùm em, ngủ 4, ngủ 14 giùm em mấy chị nha, ngủ 14. Hồi nãy cái này là em không thấy nè, nếu mà thấy là hồi nãy mấy chị kia lấy hết rồi. Rồi con này là ngủ 15.
nhũ này là nhũ 19 chị đâu, nhũ 19 chút 19 cho em nha chị ơi. Rồi ok, rồi chị nào muốn lấy cái mẫu nào thì chị báo nha. Chị muốn lấy cái màu nào thì chị cứ báo giùm em. 19. Đấy còn con này. Nó còn ngớt dưới đây nè. Rồi con này mã đầm 20, nhũ 20 giùm em. Rồi con này màu này mã 20 đi. 20. Đó, đầm 20, mã 20 giùm em. Nhũ 20. Em nhũ 20.